Accrual expense miền này tha đào xa ta chậm nái với cát lang bàn dương thở tờ accrual expense hay đấy bàn dương cắt tờ accrual expense đào xa dương mình toàn ban tờ tua bị cay giờ bắt chân dương ở ai cắt với cho nó trong accounts payable nó trong vendor ledger bán này bàn dương thở cắt với cho nó accrual expense chắc accrual expense cứ chia bằng nó à expense là hàng lớn nó cứ chia expense cứ chia chậm nái chân dương phở ai kế tờ cắt ra nữa cứ dương phở journal voucher dùng phở journal voucher dùng phở Excel journal voucher hai dương từ make journal entry general journal entry nó trong system nè trong những bằng hai nó trong system mình tích tiền chắc đây món đồ dùng dễ chấn á nè accrual expense cứ miền này tha chậm nái ban ca lang hai nè nhưng mà chơi tiền dương mới là à tí mua à accrual expense miền này tha đào xa ta chậm nái với cát lang bàn dương thở tờ accrual expense hay đấy bàn dương cắt tờ accrual expense đào xa dương mình toàn ban tờ tua bị cay giờ bắt chân dương ở ai cắt với cho nó trong accounts payable nó trong vendor ledger bán này bàn dương thở cắt với cho nó accrual expense chắc accrual expense cứ chia bằng nó à expense là hàng lớn nó cứ chia expense cứ chia chậm nái chân dương phở ai kế tờ cắt ra nữa cứ dương phở journal voucher dùng phở journal voucher dùng phở Excel journal voucher hai dương từ make journal entry general journal entry nó trong system nè trong những bằng hai nó trong system mình tích tiền trong bằng hai nó trong system ở job ở complete ở kinh dương ban khởi ok chẳng là mình thay kinh dương phở system ấy system này trong bằng hai nhất cứ system locally deal và ta deal ban là ó miền rồi bài ca rành thọ thầm thử miền balance sheet financial statement miền balance sheet income statement nâng cash flow hai miền khổ bà bài cái nâng miền schedule làm bài support financial statement chẳng là nhóm bà chạy phép tha nhóm bằng hai nhóm nông balance sheet làm bài ở kia dương khớn tha anh account payable nì ok nhi dương mơ khơ nhé tạm mặt nhé nè nhóm bằng hai nhé accounts payable miễn tập ra thèm mơn thèm con phòng mua rồi đọc của mỗi cho một thầy hai bên đại dương cót với chi accounts payable cứ việc cho tập nông vendor lấy chờ còn tác bên đại dương là cruel dương cót với tư expense hay mà chẳng hiên tiết viên chỉ liability vì ở cho tập nông vendor lấy chờ thì bị hốt bảo cruel expense account này lại nhẹ để nhóm trong bằng hai như dưỡng đấy cứ biết mà lại nhẹ toàn là đấy tầng ngọt nghĩa hay bây đại nhóm bằng hàng tha viết chia vendor ledger mình này thả mệt nè chấm mỡ anh ấy chia COA nó không phải làm gì tiệm vendor ledger nó nè mẹ nó nắng ấy nè vendor ledger mình này thành chạy account payable đại kê cho bẹ dương phèm mơn phèm con của mùi ở đập của mùi cho mà thấy nữa ta miên vendor nạc là miên vendor nạc là hai vendor thì mua dương cho bẹ kê bảo mạng bị cây giả bát vendor thì mua dương cho bẹ kê tập rạ bảo mạng miên bảo mạng bị cây giả bát hai phần mạng ngày hai anh nó mang theo vendor ledger anh ấy mình mang vendor ledger thì AP nó không balance sheet này anh ấy cái control account tại mình chỉ vendor ledger thì tập prạ phèm mơn phèm pon của mùa đập mùa chân mà thấy cứ ban tập prạ nâng dọc mau bị vendor ledger làm bấy đã cho không balance sheet chẳng khi dương mưa vendor ledger này nè nè anh ấy bằng cái hai vendor ledger khi dương mưa khơi nhỉ nè vendor ledger nó cái trong phèm dương thật táo vendor thì mua thì mua nè nè vendor thì mua thì mua nè dương chụp bẹ kê tập prạ của màn vendor nó dương chụp bẹ kê chất sắp cùng buồn là cho nó pay hay dương chụp bẹ kê màn bị cay cho bạn cứ dương chụp bẹ kê pi bị cay cho bạn thôi nhé bị cay cho bạn mình mua thì mua ngày nè lê của màn chụp bẹ tập prạ từ lâu bị cay cho bạn mình mua thì mua nó còn màn hay sợ rốt vendor tập o năng bị cay cho bạn tập o tập prạ bia cứ mà năng thèm mơn thèm con của mua đập mua cho nó pay thôi nhé nè à tập prạ năng hai đại kê dốc vía máu đặt cho tật nông balance sheet nè toàn nhóm giấy nè khi tập rạng nó cần xa nè dân vendor ledger để nhóm giấy nó cứ nở nè hay xua tha accrual expense miên châu nó không vendor ledger nó ngót ọt châu tì accrual expense nó nè nè accrual expense nó không ở other account nè chẳng dân chọn đăng á hụt hiếng accrual expense kia rồi nó vía ban màu bì nè nhưng mà mưa đó nè cơ nhé cái cót vía châu nó không journal nè journal là transaction type cái phở function journal cái phở ai cả sa journal voucher hay cái support của mỗi ai cả sa chạy sang say khác tới hay cái cột tra màu hay nè trong đăng cái cột tra mình dùng click rồi mở nè cái cột tra cái
date គឺ កត់ ថ្ងៃទី 31 ខែ 5 ឯកសារ journal voucher លេខ ប៉ុណ្ណេះ ហើយ គេ accrual electricity ហើយ គេ debit ទៅ expense នេះ គេ រើ utility expense ឃើញទេ ហើយ គេ credit 250 ហ្នឹង មក accrual expense ហើយ accrual expense នេះ វា ជា liability ឃើញទេ វា ជា liability អញ្ចឹង អា ហ្នឹង ឯង គឺ របៀប គេ កត់ ត្រា តោះ ខ្ញុំ និយាយ ឲ្យ ទាំង អស់ គ្នា good តើលោកអ្នកកំពុងពិបាក ក្នុង ការ ស្វែងរក មជ្ឈមណ្ឌល ដើម្បី បណ្ដុះ បណ្ដាល ជំនាញ គណនេយ្យ មែន ទេ មាន មជ្ឈមណ្ឌល បណ្ដុះ បណ្ដាល គណនេយ្យ ជា ច្រើន ប៉ុន្តែ មិនដឹង ជ្រើសរើស យក មួយ ណា មែន ទេ ឈប់ ពិបាក ទៀត ទៅ CAC គឺ ជា ជម្រើស ដ៏ ល្អ សម្រាប់ លោកអ្នក CAC គឺ ជា មជ្ឈមណ្ឌល បណ្ដុះ បណ្ដាល គណនេយ្យ ក អាចក្លាយ ទៅ ជា ប្រធាន គណនេយ្យ ក្នុង រយៈ ពេល ខ្លី មាន កម្មវិធី បង្រៀន អនុវត្ត ផ្ទាល់ 100% លើ ការ គណនេយ្យ និង ពន្ធដារ និង មាន កម្មវិធី ផ្សេងៗ ជា ច្រើន ទៀត ដែល បាន និង កំពុង ផ្សព្វផ្សាយ នៅ លើ ទំព័រ Facebook Page CAC ផងដែរ ព័ត៌មានលម្អិត សូម ទំនាក់ ទំនង មក កាន់ លេខ ទូរស័ព្ទ 015 554 441 ឬ 077 882 073